Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong bài học số 4, chương trình địa lý lớp 10, sự hình thành trái đất, vỏ trái đất và vật liệu cấu tạo vỏ trái đất. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời nhanh chóng, tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông lên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây hãy nhấn nút đăng ký. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta cùng tìm hiểu. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn và các em hãy mở sách giáo khoa trang số 15 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần đạt được một số mục tiêu như sau. Đầu tiên đó là cần phải trình bày được nguồn gốc hình thành của trái đất, đặc điểm của vỏ trái đất, các vật liệu cấu tạo vỏ trái đất. Thứ hai, trình bày được thuyết kiến tạo mảng, vận dụng để giải thích được nguyên nhân hình thành của các vùng núi chẻ, các vành đai động đất, núi lửa. Và thứ ba, chúng ta cần phải phân tích được sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh về chuyển động của các mảng kiến tạo. Đó chính là ba mục tiêu chính của bài học ngày hôm nay chúng ta cần đạt được. Và nội dung bài học thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua 3 phần. Một là nguồn gốc hình thành trái đất, thứ hai là đặc điểm của vỏ trái đất và thứ ba là vật liệu cấu tạo nên vỏ trái đất. Thì trong nội dung bài học ngày hôm nay thì sẽ được chúng ta tìm hiểu qua hai tiết học. Tiết học số 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc hình thành trái đất và đặc điểm của vỏ trái đất. Tiết học số 2 chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vật liệu cấu tạo nên vỏ trái đất. Hẳn trong chúng ta thì rất là nhiều bạn cũng đã từng thắc mắc là liệu trái đất của chúng ta có hình dạng như thế nào hay nó có nguồn gốc thành tạo ra sao? Vì sao lại có trái đất và vì sao chúng ta có thể sinh sống và tồn tại phát triển? Vậy thì nguồn gốc hình thành trái đất sẽ được chúng ta trả lời trong mục số 1 ngày hôm nay, đó là nguồn gốc hình thành trái đất. Ta cũng rất là nhiều người thắc mắc là không biết là trái đất của mình có hình dạng gì, tròn, vuông hay méo. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong mục hình dạng của trái đất. Thì từ trước đến nay thì thiên văn học đã xuất hiện từ rất là sớm trong lịch sử nhân loại. Từ nhu cầu của cuộc sống hàng ngày trong các nền văn minh cổ, và trải qua rất là nhiều thăng trầm lịch sử thì con người nhận thức đúng đắn hơn về bản chất của vũ trụ, về những cái quy luật của tự nhiên, dần củng cố và hoàn thiện hơn những học thuyết về thiên văn của thế hệ trước. Tuy nhiên thì từ cái thời Hy Lạp cổ đại cho đến tận thế kỷ 16 thì con người quan niệm rằng trái đất đứng yên là trung tâm của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và các thiên thể khác quay xung quanh trái đất. Và quan niệm này được nhắc đến trong thuyết địa tâm. Có thể thấy dấu vết từ mô hình vũ trụ này trong triết học tiền Socrates. Học thuyết này đã được rất nhiều người ủng hộ, trong đó có cả Aristotle, và ông được xem là một trong những cái nhà triết học vĩ đại thời bấy giờ. Thì chúng ta có thể thấy là ngay cả bản thân chúng ta, thì chúng ta không học, không đọc thì chúng ta cũng sẽ nghĩ là trái đất của chúng ta là vị trí trung tâm, còn mặt trời, mặt trăng quay xung quanh. Vì chúng ta thấy chúng ta đang đứng yên đúng không? Hàng ngày chúng ta vẫn đứng yên thôi. Nhưng mà mặt trời này, mặt trăng thì đều có mọc ở phía tây, mọc ở phía đông rồi lặn ở phía tây, ngày qua ngày, vòng tuần hoàn đấy lặp đi lặp lại. Thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là mặt trời và mặt trăng đang quay xung quanh chúng ta, nhưng thực ra không phải. Mà mãi cho đến tận thế kỷ thứ 16 thì một nhà thiên văn học người Ba Lan, ông đã đưa ra thuyết nhiệt tâm, tức là ngược lại với cái thuyết địa tâm mà chúng ta vừa nhắc ở trên, cho rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ và các hành tinh quay xung quanh mặt trời và trái đất cũng quay xung quanh trục của nó trong khi chuyển động quanh mặt trời. Trước đó mô hình nhật tâm thì đã được đề xuất bởi một số nhà thiên văn Hy Lạp. Tuy nhiên thì nó đã bị lãng quên bởi hàng ngày con người chứng kiến chuyển động quanh và duy trì cái quan điểm bởi giáo hội và đều chống lại mô hình này. Và học thuyết này đưa ra đã gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ và nhiều cuộc tranh cãi đã diễn ra. Một trong số những cái người dám đứng ra ủng hộ bảo vệ học thuyết này là Galileo. Ví dụ như có nhà thiên văn học Pythagore thì cho rằng trái đất có hình cầu và nằm ở trung tâm của vũ trụ. Galileo thì rất là nổi tiếng với câu nói là dù sao trái đất vẫn quay. Thì cái sự kiện của ông Galileo này đã được xem là một trong những cái cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử thiên văn, đánh dấu bước chuyển sang thiên văn học hiện đại ngày nay. Cô sẽ kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện về Galileo. Thì ông là một nhà thiên văn, nhà toán, nhà vật lý, triết học người Italia. Và ông có câu nói rất là nổi tiếng là tôi cho rằng trên thế giới này không gì đau khổ hơn và không có tri thức. Và Einstein thì đã gọi ông là cha đẻ của khoa học hiện đại, và những thành tựu quan trọng của ông bao gồm cải tiến những cái kính thiên văn này, các quan sát thiên văn sau đó, ủng hộ thuyết nhiệt tâm của Copernicus. Và ông đã đứng ra bảo vệ thuyết nhiệt tâm và ông viết cuốn sách đối thoại về hai hệ thống thế giới. Và ông đã xây dựng những lập luận ủng hộ cho cái thuyết nhiệt tâm này và phản đối quan điểm độc đoán của nhà thờ lúc bấy giờ và chống lại cái thuyết địa tâm đã thống trị từ rất là lâu. Và ông này, khi học thuyết của ông vừa ra đời thì đã bị nhà thờ và các giáo hội phản bác và coi rằng học thuyết của ông là dị đoan. Và ông bị gọi ra trước tòa án dị giáo và bị kết án và ra lệnh bỏ tù phán quyết này. Sau đó được đổi thành quản thúc tại gia cho đến khi ông qua đời. Và tương truyền rằng sau khi bước ra khỏi cửa tòa án thì ông đã bực tức và nói to rằng là dù sao thì trái đất vẫn quay. Và hơn 300 năm sau thì giáo hoàng La Mã đã công nhận rằng Galileo đã đúng và nhà thờ cũng đã giải tội cho ông. Và ông này là một cái người rất là can đảm, đã dám đứng lên để nói sự thật và chống lại những cái quan điểm sai lệch lúc bấy giờ. Và câu nói của ông thì mãi là chân lý, luôn hùng hồn trong trái tim của mỗi chúng ta khi nhắc về đó. Và sự thật luôn chỉ có một, đó là khoa học và chân lý mãi là chân lý. Đó, chúng ta sẽ nhớ đến Galileo với câu nói dù sao trái đất. Hay là đến với nhà hàng hải người Ý Colombo, thì ông có những cái cuộc phát kiến địa lý thì đã chứng minh được là trái đất của chúng ta có dạng hình cầu. Hay đến với nhà thiên văn học Newton, thì ông đã trông thấy quả táo rụng từ trên cây xuống thì liền nghĩ đến những cái nguyên nhân về sự ra đời của các vật và tìm ra việc sức hút của quả đất, và mọi vật trên trái đất sẽ đều chịu sức hút của trái đất. Nói một cách khác là vạn vật trong vũ trụ đều có lực hấp dẫn lẫn nhau. Vì có loại lực hấp dẫn này mà mặt trăng mới quay quanh trái đất và trái đất mới quay quanh mặt trời. Hay chúng ta sẽ nói đây là lực hấp dẫn mà chúng ta sẽ được học nó ở trong bộ môn vật lý. Thì chúng ta rất là quen thuộc với Newton. Như vậy, ở phần trên thì chúng ta đã được tìm hiểu về hình dạng của trái đất. Chúng ta cũng đã biết được là trái đất nó vận động quay xung quanh mặt trời. Vậy thì trái đất được hình thành từ đâu? Và vì sao chúng ta có thể sinh sống, tồn tại và phát triển được ở trái đất? Thì có rất là nhiều cái giả thuyết khác nhau về nguồn gốc hình thành trái đất. Trước đây thì người ta từng cho rằng trái đất là do Thượng Đế sinh ra. Và vào thế kỷ thứ 18 thì có hai nhà khoa học của Đức và Pháp, đó là Căng và La Pát. Thì hai người này đã cho rằng hệ mặt trời được hình thành không phải do sức mạnh của Thượng Đế, mà là do những cái quy luật của bản thân vũ trụ. Sau đó thì đến thế kỷ thứ 20 thì nhà khoa học người Nga là Otto Schmidt thì và những cái người kế tục ông thì lại cho rằng những hành tinh trong hệ mặt trời được hình thành từ đám mây bụi và khí lạnh. Và mặt trời sau khi hình thành thì nó di chuyển ở trong dải ngân hà và đi qua các cái đám mây bụi và khí này. Và do sự tác động của lực hấp dẫn từ vũ trụ mà các cái đám khí và bụi này khi nó chuyển động quanh mặt trời theo những cái quỹ đạo hình elip thì trong cái quá trình chuyển động này thì các cái đám mây bụi và khí đó nó đã dần dần ngưng tụ và hình thành nên các cái hành tinh. Và trong đó có một hành tinh chúng ta đang sinh sống, đó chính là trái đất. Thì đấy chính là một số cái giả thuyết về nguồn gốc hình thành trái đất mà cô giới thiệu với các bạn. Thì từ đó chúng ta rút được ra một về nguồn gốc hình thành trái đất các bạn có thể ghi chép sử dụng làm tư liệu học bài. Đó là mặt trời khi hình thành thì di chuyển trong dải ngân hà, đi qua các cái đám mây bụi và khí do lực hấp dẫn của vũ trụ, mà trước hết là của mặt trời, khí và bụi chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo hình elip thì dần dần ngưng tụ thành các hành tinh, trong đó có trái đất. Và nguồn gốc hình thành trái đất thì nó liên quan chặt chẽ với sự hình thành của hệ mặt trời. Và vào cuối thời kỳ vật chất ngưng tụ, Khi trái đất đã có khối lượng lớn gần như hiện nay thì quá trình tăng nhiệt bắt đầu diễn ra và dẫn đến sự nóng chảy của vật chất ở bên trong và sắp xếp thành các lớp. Thì đó là nguồn gốc hình thành của trái đất, cô đã tổng kết lại. Thì các bạn sử dụng phần kết luận này để chúng ta làm tư liệu học bài. Như vậy, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý, quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật nội dung và các bài học mới nhất nhé!